Từ 15 giờ ngày 12 tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm với mức 838 đồng 1 lít xăng E5 Ron 92, 836 đồng 1 lít xăng Ron 95, 700 đồng 1 lít dầu diesel, 737 đồng 1 lít dầu hỏa. Trước đó, vào kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 3 và mùng 1 tháng 4, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm liên tiếp với mức giảm lên đến gần 1.800 đồng một lít với xăng E5 Ron 92 và Ron 95. Việc giá xăng dầu liên tục giảm sau một thời gian tăng theo đoàn thế giới được đánh giá là nỗ lực lớn của cơ quan điều hành trong việc giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như an sinh xã hội. Ông Nguyễn Hữu Chí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản thực phẩm Chí Việt cho hay, từ trước Tết Nguyên đán đến cuối tháng 3 năm 2022, do giá xăng tăng, chi phí vận tải của công ty đã tăng hơn 3 lần. Cụ thể, chi phí vận tải cho một container hàng từ Đắk Nông đến Cảng tại Trung Quốc đã tăng từ 50 triệu đồng lên đến 160 triệu đồng, khiến sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản của Việt Nam giảm so với các đối thủ như Campuchia, Thái Lan. Do đó, với một ngành hàng đặc thù như vận tải, việc giá xăng dầu giảm sẽ góp phần tích cực giúp doanh nghiệp hạ giá chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Dưới góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam chia sẻ, xăng dầu giảm giá sẽ tác động mạnh đến đời sống người dân, bởi vì xăng dầu là mặt hàng liên quan đến đầu vào của rất nhiều mặt hàng, tác động lớn đến nền kinh tế. Tiếp 3 lần giảm giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng thế giới cứ tăng như thế này thì đây là một cái nỗ lực của nhà nước thể hiện một cái sự chia sẻ với người tiêu dùng, mà hội người tiêu dùng rất hoan nghênh. Các chuyên gia cũng cho rằng thời gian tới các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và quản lý chặt hơn về mặt bằng giá tiêu dùng nói chung, tránh tình trạng té nước theo mưa. Làm được điều này việc điều hành giá xăng dầu sẽ nhận được sự đồng thuận lớn hơn từ dư luận